Thưa quý vị, sáng nay, đồng chí Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đi khảo sát một số tuyến đường biên giới tại huyện A Lưới. Cùng tham gia có đồng chí Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện các sở, ban ngành, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, huyện A Lưới. Tại khu vực cửa khẩu Hồng Vân, huyện A Lưới, đoàn công tác đã khảo sát phương án dịch chuyển điểm đầu nối giao thông tại cửa khẩu Hồng Vân - Cô Tài để tạo thuận lợi trong đầu tư cơ sở hạ tầng, đáp ứng tốt nhu cầu thông thương, phát triển kinh tế xã hội và tăng cường giao lưu hợp tác và phát triển bền vững giữa hai tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam và tỉnh Salavan, Lào. Khảo sát tại dự án đường từ xã Trung Sơn, huyện A Lưới đi cột mốc 646. Đây là tuyến đường quan trọng được triển khai thực hiện từ năm 2023 đến 2026, có tổng chiều dài 8,515 km với tổng mức đầu tư 140 tỷ đồng. Đường được thiết kế với kết cấu bê tông, nền rộng 5,5 m, mặt đường rộng 3,5 m, hai bên có lề và hệ thống thoát nước, công trình an toàn giao thông đồng bộ. Qua khảo sát, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu khẳng định việc dịch chuyển điểm đầu nối giao thông tại cửa khẩu Hồng Vân - Cô Tài và xây dựng tuyến đường từ xã Trung Sơn, huyện A Lưới đi mốc 646 là rất cần thiết, góp phần phát triển kinh tế xã hội và tăng cường giao lưu hợp tác và phát triển bền vững giữa hai tỉnh, cũng như nâng cao hiệu quả công tác tuần tra bảo vệ đường biên mốc giới, đảm bảo an ninh trật tự trên tuyến biên giới. Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu các cơ quan ban ngành và các đơn vị có liên quan cần sớm hoàn thiện các thủ tục liên quan, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện điểm đầu nối giao thông và tuyến đường từ xã Trung Sơn đi mốc 646 được triển khai theo đúng kế hoạch đề ra. Cùng ngày, đoàn công tác đi kiểm tra thực địa tại dự án đường Nam Đông A Lưới, tỉnh lộ 74 là tuyến đường nối xã Hương Sơn, huyện Nam Đông đến xã A Roàng, huyện A Lưới.